Chào mừng các bạn đã đến với kênh tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp rất manh tay lớn và một cặp đực xin nha các bạn. Một cặp đực rất manh tay lớn và một cặp đực xin. Đây đứng trước mặt bạn là cặp rất manh tay lớn nè các bạn. Cặp đầu tiên. Đây, gù bạc đòn dài hết biết luôn các bạn, cái đòn dài sọc à. Chân móng nè, chân móng hoàn thiện các bạn. Đỏ ao nha các bạn. Đầu trụi, tay lớn, sải tích nghiêm chỉnh các bạn, sải tích nghiêm chỉnh. Đây còn thứ hai yếm dầu rồi các bạn thấy không, yếm dầu nghiêm chỉnh nè, đòn dài sọc, đầu trụi, yếm dầu nghiêm chỉnh, đầu trụi các bạn thấy, cái đòn dài sọc các bạn ơi, đuôi dài, chân móng hoàn thiện các bạn, chân móng sò, chân móng hoàn thiện, sải tích đúng các bạn, sẽ mặt sẽ lưng rồi là nghiêm chỉnh hết. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình comment trên màn hình video các bạn. Đây là cặp man các bạn, cặp man tay lớn. Cặp man này với cặp được xin chủ báo giá là 90 triệu các bạn. 90 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại của mình comment trên màn hình video. Đó, đây, cao 1m22 bò nè các bạn. Đòn ngay sẽ lưng luôn nè các bạn. Cặp Redman, cặp 1m22 bò đó ngay sẽ lưng nè các bạn. Cao 1m22 bò đó ngay sẽ lưng. Giá hai cặp này thì chủ báo giá là 90 triệu các bạn, 90 triệu. Chân móng nè, hoàn thiện hết. Đó, đầu trụi luôn, cặp ma là đầu trụi luôn các bạn. Đây, đây các bạn không? Gu bạc gu luôn các bạn, bạc gu luôn, yếm dậu rồi nghiêm chỉnh hết các bạn, chân móng rồi là hoàn thiện hết. Nói chung là cặp man là sái tích là nghiêm chỉnh luôn các bạn, đầu to đòn dài, đầu dò luôn các bạn, đầu to đòn dài luôn, cao 1m22 bò. Đó, cặp man với cặp xin thì chủ báo giá là 90 triệu các bạn, ai mua cặp nào thì bán cặp đó các bạn, ai mua lẻ thì mỗi cặp 45 triệu các bạn. Chân móng các bạn không, chân móng hoàn thiện hết. Man này, cặp man tay lớn này là man bơm các bạn, man bơm tay lớn, man bơm tay lớn. Còn đây là cặp được xin này các bạn, còn đây là cặp được xin gù bạc sai tích nghiêm chỉnh luôn các bạn, sai đúng luôn nha, cặp được xin này là sai đúng luôn các bạn. Gù bạc các bạn, gù bạc. Yếm dậu rồi là nghiêm chỉnh các bạn, sải tích thì nghiêm chỉnh, yếm dậu nghiêm chỉnh luôn các bạn. Đỏ ao các bạn, cặp được xin đỏ ao, gu bạc đòn dài, đầu to đòn dài các bạn, để đo cận cảnh cho anh em thấy luôn các bạn. Đây cao tầm mét gần mét 20, cao gần mét 25 bò nè các bạn thấy không. Cao gần mét 25 bò. Đây kỳ càng luôn các bạn, đòn dài sọc các bạn ơi, cặp được xin này đòn dài sọc à. Cặp được xin, cặp được man thì chủ báo giá là 90 triệu các bạn, cặp được xin, cặp được man chủ báo giá là 90 triệu các bạn. Đây con được xin đầu tiên đó là 1m25 bò rồi các bạn, chân móng rồi hoàn thiện hết. Đây giờ đó con thứ hai nè các bạn, đây đó, đo kỹ cho anh em thấy luôn các bạn. Tại vì con đầu tiên, con thứ hai này nó cũng đồng đồng nhau các bạn. Đó, các bạn thấy không? 1m25 bò các bạn. Đó, nó lao chao các bạn. Đây. Đó, ngày sải lưng cũng tầm 1m25 bò các bạn. Tầm 1m25-24 bò, con này tầm 1m25-24 bò các bạn. Giá hai cặp, cặp man với cặp xin này thì chủ báo giá là 90 triệu các bạn, 90 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu dỗ béo thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình comment trên màn hình video nha các bạn. Cặp xin này chân móng hoàn thiện hết các bạn, cặp xin này là chân móng hoàn thiện hết. Đỏ ao, hai con này con nào cua bạc hết các bạn, cua bạc đòn dài các bạn, cua bạc đòn dài.
giá hai cặp, cặp sin cặp man thì 90 triệu các bạn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Đó. Sườn lớn sườn ghê các bạn, cặp cặp sin này lớn sườn. Lớn sườn bự tàn các bạn. Lớn sườn bự tàn. Hàng mà con sin luôn các bạn. Đó, cặp sin này cũng đồng khích nhau các bạn. Anh em nào có nhu cầu mua một cặp cũng bán nha các bạn. Đó, bán gộp thì 90 triệu, bán lẻ cũng bán các bạn. Bán gộp hai cặp là 90 triệu, bán lẻ từ cặp cũng bán nha các bạn. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại cặp được sin với cặp được man, chủ báo giá là 90 triệu nha các bạn. 90 triệu. Cặp được sin cao tầm 1m25 bò. Còn cặp được man cao tầm 1m22 bò nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.